xíu. Mặc bé khó không khó thì để chạy, chứ còn mặc dễ thì anh để chị Ly lấy cho em nhỉ. Chỉ có giường Ly Ly kiểm tra làm cho bác Ly. Xa cho lên cho xuống. Làm đủ. Nãy thế nào mình đã.
Alo. Dạ. Dạ Anh dạ. chắc chị mới 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 người mà hai mẹ con mới người lạ một tháng vậy. Vậy Dạ. mình cũng xuống máy chút là để chống nóng. Chống thăm chứ. Dạ dạ, bị thâm trị mụn chị. Mà nó không lấy luôn chị. À, dạ, chị cứ nói là cô xuống lấy, hũ kem một hũ thôi chị, một hũ 170 chị ơi.